Kính chào quý anh chị, rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo của Nội thất Gia Thanh. Mời anh chị cùng tham quan quá trình lắp đặt và hoàn thiện tủ bếp nhà cô Anh ở chung cư K35 Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tủ bếp mang tới sẽ được bọc cẩn thận bằng lớp ni lông quấn xung quanh. Thông tủ dưới sử dụng chất liệu gỗ MDF lõi xanh chống ẩm. Hậu tủ được bọc bằng tấm ốp nhôm nhựa alumi, chống nước và chống mối mọt. Bề mặt cánh phủ bằng chất liệu acrylic bóng gương, rất sang trọng và hiện đại. Mặt đá bàn bếp sử dụng đá granite tự nhiên, đen xà cừ. Bề mặt bóng mịn, độ bền cao, chống sức tốt. Tủ bếp nhà cô Anh có kiểu dáng song song. Ngân sách cho toàn bộ hạng mục tủ bếp chỉ 150 triệu. Nội thất Gia Thanh đang kiểm tra chi tiết lại lần cuối và hướng dẫn cô Anh sử dụng trước khi bàn giao. Cảm ơn quý anh chị đã xem video của Nội thất Gia Thanh. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube và theo dõi fanpage Facebook để xem nhiều công trình của Nội thất Gia Thanh hơn nhé.